ngày 1 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ ném bom xăng vào cửa hàng quần áo khiến chủ cửa hàng bỏng nặng, nhiều tài sản bị hư hỏng xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc. Công an thông tin, trước đó vào tối 19 tháng 7, chị Đinh Thị Huyền 35 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, là chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt ném bom xăng vào cửa hàng. Chị Huyền bị ném bom xăng khiến hai chân bỏng nặng phải điều trị hơn một tháng tại bệnh viện. Khi chạy ra xem, chị Huyền bị các đối tượng ném thẳng vào người. Vụ việc đã khiến cửa hàng quần áo của chị Huyền cháy toàn bộ, hai chiếc xe máy bị cháy, nhiều tài sản, quần áo, tiền bạc cũng bị cháy rụi. Vụ việc khiến chị Huyền bị bỏng nặng hai chân phải điều trị hơn một tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Thiệt hại do vụ việc gây ra khoảng 500 triệu đồng. Cửa hàng quần áo của chị Huyền bị ném bom xăng cháy toàn bộ, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Theo lời kể của chị Huyền, trước đó nhiều lần chị từng bị các đối tượng lạ mặt đến đánh đập, đe dọa nên chị nghi bị kẻ xấu cố tình hãm hại. Chị Huyền sau đó trình báo lên cơ quan công an. Sau nhiều tháng điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Ngọc Hoàng 1988, Thái Bá Tình 1991, Cao Hùng 1990, cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chính là kẻ đã nhiều lần đến cửa hàng của chị Huyền để đánh đập và ném bom xăng vào cửa hàng chị này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.